và hạnh phúc bằng những hạnh phúc rất là giản đơn xung quanh mình thôi, để Tết chúng ta cũng thật là đầm ấm và cái bánh thì bạn cũng được cảm nhận. Trung ơi, anh đang livestream hả? Không, anh đang quay thôi. Dạ, xin chào mọi người. Nhưng mà hôm sau hôm nay sao có cái tóc đặc biệt thế? Dạ, thực ra thì bữa nay cái tóc này em muốn làm cho nó gọn gàng chút xíu để mình dự lễ trao giải, nó cũng tươm tất. Mất bao nhiêu thời gian để làm cái tóc này? Dạ nhanh thôi, tầm nửa tiếng thôi à. Bình thường cái tóc mà là xà mọi người hay thấy của em là em không cần phải làm luôn. Bữa nay 30 phút làm cái tóc này là cũng dữ dội rồi. Có ai làm cho em không hay là tự em làm một mình? Dạ có người làm cho em chứ, có chuyên gia làm cho em chứ em không tự làm cái này được. Ừ, tại vì tóc rất là đầu đấy nhá, đặc biệt nhá. Nhưng mà mấy cái gợn gợn này là ý tưởng là gì đó? Ý tưởng là một cái sự nở rộ của mùa xuân, như là trăm hoa đua nở vậy đó mọi người. Sung túc. Là em tự lên ý tưởng hay sao? Dạ em với lại anh chuyên gia cùng lên ý tưởng đấy là. Ok. Vậy là nó không có cái gì gớm đó để mà mình phải chú tâm vào nó nhiều. Không, nhưng mà nó rất đặc biệt, nó rất đẹp. MV mới đúng không? Mới là Thiệu Bảo Trâm đúng không? Dạ, Thiệu Bảo Trang. À, Thiệu Bảo Trang, quên, Thiệu Bảo Trang. Dạ. Tại sao lại ra MV Tết với Thiệu Bảo Trang với không phải người khác? Thật ra là nó là một cái dịp rất là may mắn và tình cờ. Thật ra em cũng rất là thích nhạc Tết và rất là mong muốn được hát nhạc Tết nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội hết. Thì cái hôm đó là cũng đang rất là... Thì ra thời gian cận Tết nó rất là vui, rất là bận rộn. Nhưng mà chị Thiệu Bảo Trang làm cho em một cú bận rộn hơn nữa. Gọi cho em một cái kêu là Trung, chỉ có một cái bài hát này Xuân. Em chỉ làm nha. Thì em nhận lời ngay. Tại vì em rất là thích hát nhạc Tết, tại vì em rất là mê nhạc Tết mà chưa bao giờ được hát hết. Thì mình nhận lời mình làm thôi. Cái thứ nhất, thứ hai nữa là do chị Thiệu Bảo Trang, và thứ ba nữa là do nhạc sĩ Phương Uyên cũng là người thầy của em sáng tác bài hát này, cho nên không có lý do gì mà em từ chối. Và mình thực hiện nó ở trong cái công việc cận Tết nó đang quá trời lu bu, nhưng mà mình dành thời gian để mà mình làm nó thì em cảm thấy là cái sự lu bu của mình nó tăng hơn, nhưng mà nó cũng tăng luôn sự hạnh phúc của mình lên rất nhiều. Vậy sắp đến Tết rồi, mọi năm lần trước anh hỏi em thì em bảo là em rất là sợ khi mà phải đón Tết một mình á. Dạ. Thì bây giờ thì sao rồi, tình hình còn 2 tuần nữa là Tết rồi. Dạ, tình hình thì em vẫn đón Tết một mình. Vẫn đón Tết mình à, Tết sự chuẩn bị sao rồi? À dạ sao? Chuẩn bị cho Tết đi nào rồi? Dạ thiệt ra là em chưa chuẩn bị gì cho Tết hết á, em chỉ chuẩn bị được cho những sản phẩm Tết và chuẩn bị được công việc của mình cho Tết thôi. Còn nhà cửa thì vẫn như vậy, em thì vẫn củ mềm, không có gì mới mẻ hết, nhưng mà hy vọng là những sản phẩm trong Tết và là sau Tết chút xíu Trung cho ra mắt thì quý vị sẽ yêu thương thật là nhiều. Có kế hoạch đi du lịch hay gì, làm gì trong những ngày Tết không? Dạ có, Tết này thì qua Tết chút xíu thì em sẽ đi thăm gia đình ở nước ngoài. Rồi, cảm ơn, chúc em một năm mới hạnh phúc. Dạ cảm ơn anh. Thank you.